Hello my friend, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay ở clip lần này đang có sự kiện Empower anh em ạ, nên mình đã quyết định dùng số ORB còn lại để có thể lưng một con rồng cấp 9. Thực sự luôn nó rất là phí, nhưng mà khi các bạn có con này 5 sao level 70 ở trong danh, các bạn mới thấy nó không hề lãng phí anh em ạ. Cực kỳ là mạnh luôn, so với một con rồng cấp 9 thì nó thuộc gọi là bá đạo. Ok, sự kiện Empower lần này thì có 9 giờ 46 phút nữa là kết thúc rồi. Là anh em nào mà đang có ORB thì có thể lên những con rồng của mình lên 5 sao cho con rồng của mình có thể mạnh hơn. Ok, mình cho con rồng này ra đã. Mất 20 game. Sort. Rồng cấp 9, một con rồng cấp 9 nữa của mình đã lên 5 sao anh em ạ. Mình đang phân vân là cho Legan đấy. Thôi, mùa này đang là mùa lá, nhà là Legan nó lên 5 sao thì không giải quyết được vấn đề gì. Đây là một con rồng cấp 9 mà mình vừa nhắc đến. Đó chính là Arcana Hermit Dragon. Con rồng này gồm có 4 hệ anh em ạ. Nhưng mà điều đặc biệt là mình sẽ trên được hệ lửa nhé. Trên được hệ khác vào trong 4 hệ này. Cực kỳ ảo luôn. Ok, mình mất 657 ORBN để có thể nâng con rồng này lên 5 sao anh em ạ. Ok, nâng luôn. Đầu tư hơi sót mà thôi. Thì nữa mình sẽ chứng minh cho anh em thấy ở trong danh nó đáng giá như thế nào. Đã lên 5 sao anh em. Ok luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể lưng những con rồng khác. Ok. Và đây. Đấy chính là danh mùa này anh em ạ. Mình lên Master 2 rồi. Nhưng mà lên Master 2 xong nó cấm hệ bóng tối. Thành ra là Ambi không có tác dụng võ anh em ạ. Mình bắt buộc mình phải lưng con này để có thể quậy danh. Ok, về là năng này vào 60 đúng không anh em? Sẽ lưng con lên đây vào 70 luôn. Cái lượng phút này thì thoải mái luôn anh em ạ. Thế đã lên level vào 70. Đây là anh em. Có thể trên này. Tửa sang hệ cung hoa vẫn được. Lượng đam là 51.621 và lượng máu là 221k. Khi mình đã gắn thêm một cái pơ máu anh em ạ. Ok, con rồng này có cái skill đặc biệt cực kỳ ngon luôn. Hit multi time heal the dam on, có nghĩa là hồi máu cho bản thân. Cái hit này là đánh 5 phát giống con Tectolic này, hồi máu cho bản thân này và đánh lan anh em ạ. Kết hợp giữa như nào nhỉ, Tectolic hồi máu cho bản thân là con rồng nào ta? Con rồng nào hồi máu cho bản thân nhờ? Mình chưa nghĩ ra là con rồng nào hồi máu cho bản thân anh em ạ. À, skill của bố Blood God anh em ạ. Nhưng mà con rồng này hồi máu rất là nhiều luôn. Tiếp theo là Dam Lan thì đúng skill của Blood God rồi. Con này hệ like đấy anh em. Ok. Này mình sẽ búp tháp. Quậy nhiệt tình luôn. Ok, mút ngay. Các bạn thấy hay đừng quên để lại một mình like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trận luôn. Con rồng này, ồ hệ lược khác này. Mình khác nó khác mình luôn. 526k. Sợ thật. Con rồng cấp 9 mà lượng đam cực kỳ khủng luôn. Okay.
113k. Mình sẽ giật cho anh em con rồng này. Đam là 2000, đúp 60%. 113k và hồi 215.000 máu. Anh em thấy độ bá đạo chưa? Thật sự luôn, mình chưa hình dung được độ bá đạo của nó là như thế nào. Một con rồng cấp 9 với lượng đam cực kỳ khủng luôn, hồi máu cực kỳ trâu bò. Nên là dùng con rồng này để làm sao không là phí anh em ạ, không lãng phí một chút nào cả. Ok luôn, một con rồng cấp 9 với lượng máu trong danh là 398.000, nhưng có skill đặc biệt đam 289k và hồi 215.000 máu. Thực sự luôn, đây không phải là con rồng cấp 9 anh em ạ. Mình đánh giá cái skill này nó ngon phải gọi là ngang với những con gọi là hát vip ấy, cực kỳ là bá đạo luôn. Ok, con rồng này không xin nhê luôn, hồi lượng máu 215.000 máu thì mình có thể thêm một chiêu nữa. Ok, mình sẽ hồi full luôn máu nhá. Rồi, full luôn. Ảo thật sự luôn. Không xin nhê. Ngoại hình cũng khá là đẹp đúng không anh em? Giống kiểu thần ná nhỉ. Rất là ngon đấy. Đồ này chắc ăn giật 5 phát nha các bạn, để ý nha. 1, 2, 3, 5, 300k. Hồi 210k máu. Các bạn thấy đã bá đạo chưa? Cực kỳ là ngon luôn. Ok, luôn. Không phải nghĩ anh em ạ, mút ngay 201k máu, mút ngay. Ngại gì đâu anh em, khiên à. Để mình cho các bạn thấy độ phá khiên của con này. Rồi, gần đi luôn ạ, kinh thật. Một mình cân 3 đấy anh em. Để luôn, cân 3 được không? Thì mình nghĩ là cân 3 được đấy anh em ạ. Chắc chắn nó là cân 3 rồi. Ok, mình sẽ slow motion để có thể thấy được cái skill gọi là cực kỳ bá đạo, làm nên tên tuổi của dòng Arcana. 318k, hồi 219k máu. Mình đéo hiểu nó là con rồng cấp 9 hay là con gì nữa. Sợ thật. Mạnh. Mạnh thật sự luôn. Ok luôn. Cân 3 được không? Mình sẽ cố gắng mình cho nó cân 3 luôn. Con rồng này lên level 70 thì thật sự là mạnh. Mạnh quá anh em ạ. Và hiện tại thì mình đang có một con rồng thuộc chủng tộc này nữa anh em ạ, nhưng mà nó mới chỉ 2 sao thôi. Nếu các bạn mà có dòng Arcana này thì có thể liên hệ với mình sẽ mua anh em ạ. Thôi, đam cái gì đấy, 149k luôn. Ảo vậy sao? Ok, mình sẽ giật đam và hồi máu. Đam 158k, hồi phun máu. Sự nơi skill này nó mạnh thật sự luôn. Nay con rồng này cấp 11. Thôi, bá đừng hỏi. Đừng hỏi vì sao bá. Ok, victory luôn. Đối thủ tiếp theo của chúng ta, một con Corrupted Triple Atlantis Fatly, mà mình đang cầm con rồng mạnh mà anh em.
Thêm việc búp tháp thì ngại gì đâu. Ok, 155k gì. Hồi máu nó phun ngay. Vừa phá khiên, vừa đam, vừa phun máu. Con này thì khắc chế được cả ba con rồng bên mình luôn. Bởi vì nó có hệ băng anh em ạ. Mình rất sợ hệ băng luôn, cả ba con rồng mình đều bị con này khắc chế Primal Titan. Ok luôn. Mình sẽ đánh nan hồi máu luôn này. Phun máu tiếp. Xô 220k. À nhầm, 222k chứ. Con này ghê anh em ạ. Đối với một con rồng cấp 9 như này thì thực sự còn hơn rất nhiều con rồng cấp 11 luôn đấy. Mình khẳng định là như thế luôn. Con rồng nào một cực kỳ đặc biệt. Đàm 5 phát, hồi máu nhiều, thành nan phá khiên Titan luôn. Hiện tại mình ở gần đây khá là bận anh em ạ, nó không có thể cày ra nhiều được. Các em hỏi xem được cái gì không ạ? 12 không có gì đặc sắc anh em. Ok, một con Night Titan Holy và một con rồng cấp 11 nhưng mà chỉ level 60 thôi. Cái trận cuối cùng mình sẽ cho anh em thấy một con rồng này có thể cân 3 được luôn. Trước mắt là phá khiên đã. Ok, 218k. Có hồi phun máu không? 189k. Trời ơi, giết luôn con này đi. Có hệ lửa. Trăm linh chín k, 87k vẫn có thể chịu được phân nữa. Thế luôn, tiếp tục là hồi máu và cân 2. Quay gì, còn 191k máu. Mạnh anh em ạ. Nếu mà bạn nào mà có con rồng này, mình khuyên anh em là lưng con rồng Arcana này lên 70 luôn, 5 sao luôn anh em ạ. Đây mình đang có cái dòng Arcana cực kỳ bá. Thế là Arcana Full Deer và Chariot anh em ạ. Mình đang có 3 con dòng này, mới chỉ level 50 và 2 sao thôi. Nếu anh em nào có 3 con dòng này nhé, có thể liên hệ với mình thu mua tất anh em ạ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau. Các bạn đừng quên để lại một nút like, share, subscribe và ủng hộ mình nha. Bye bye.